Chưa tiễn bốn người lộ gian giang lan bắt đầu tìm bát thái tử lão bản khách điếm đã trở về từ trung nguyên cho nên ý nghĩ kế thừa khách sạn của bát thái tử lại ngâm nước nóng một lần nữa gần đây bắt đầu làm lại nghề cũ nướng món ăn dân dã bán người mua đều là đệ tử côn lôn mặc dù mọi người đều biết mùi vị bát thái tử là người trong nghề làm nhanh nướng rất thơm trọng điểm ở chỗ hắn là một con lòng đệ tử côn lôn có vị mùi vị tới có vị thân phận tới để long nướng món ăn dân dã trong người, thời điểm bình thường ngàn vàng khó cầu hiện tại chỉ cần giá cả một món ăn dân dã long tộc bát thái tử có thể nướng món ăn dân dã vừa thơm vừa ngon cho người ăn cho nên rất nhiều người đều muốn thử sang lan cảm giác bát thái tử đúng là có đầu óc còn nữa hắn có thể bỏ qua thân phận những long còn lại đều không được nhưng khi nhìn thấy sư huynh bốn người ra ngoài lại làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn dựa theo lời bác phương sư huynh vừa mới nói sắp tới sẽ giải quyết tai họa ngầm như thanh nhất bảo đảm hôn lễ tiến hành thuận lợi. Xem ra sắp để những người kia rời khỏi nơi này, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, gần đây có người, hắn đều biết đến, đại địa kỳ lân tộc Diễm Tích Vân vẫn thường gặp những người kia, nói đến, đại địa kỳ lân tộc cũng là người ngoại lai, không biết có bị đuổi đi hay không. Giang Lan cũng không thèm để ý, những tai họa ngầm này không cần hắn xuất thủ, cũng không cần thiết phải xuất thủ, ngoại trừ thiên nhân tộc, có rất ít người sẽ trực tiếp nhằm vào hắn yêu tộc vẫn lấy sách lược lôi kéo hắn làm chủ, trừ phi biết hắn cũng là người hủy kế hoạch của yêu tộc. Đại ca ca đến mua rượu sao? Tới gần quầy, thiếu niên mở miệng hỏi thăm. Tìm bát thái tử, Giang Lan mở miệng nói, lúc này khách điếm không có khách, vô cùng quạnh quẽ. Trong quầy có hai người, thiếu niên và thiên vũ phượng tộc, giữa bọn họ vẫn có khoảng cách khó có thể vượt qua. Hắn một lúc nữa sẽ làm xong công cụ, đại ca ca chờ một lát là được. Thiếu niên nói ra, Giang Lan gật gật đầu, ngồi xuống nơi hẻo lánh, hắn vẫn gọi rượu bình thường, như thế sẽ không quá quấy dày người khác, vừa ngồi chưa được bao lâu, thiếu niên lại đưa tới đậu phòng, dáng dấp muốn nói lại thôi, một lúc sau, hắn vẫn nhỏ giọng mở miệng nói. Đại ca ca, nói cho ngươi một việc. Giang Lan nhìn qua thiếu niên, không có mở miệng, đang chờ hắn nói. Ta gần đây hỏi qua đầu lông ngu xuẩn kia, hắn nói ta tùy tiện tuy ta không biết trả giá là cái gì nhưng mà ta cảm thấy thời điểm nguy hiểm vẫn có thể giúp một tay thiếu niên nhìn chung quanh một lần xác định không có vấn đề gì kín đáo đưa cho giang lan một trang giấy tuyệt đối đừng tùy tiện đọc ra cũng không biết trả giá là cái gì cho nên không phải vạn bất đắc dĩ không thể tìm hắn thiếu niên rất trịnh trọng nói giang lan hơi ngoài ý muốn hắn có khả năng đoán được cái gì nói xong thiếu niên lại nói chuyện của mình khi ở trung nguyên giang lan càng thêm xác định thiếu niên đang báo chính mình cái gì có điều hắn không nghĩ tới trả giá chờ thiếu niên đi làm việc giang lan mới an tâm chờ đợi thuận tiện quan sát khách sạn thẳng đến khi bác thái tử trở về lúc này giang lan mới hỏi thăm vấn đề xây nhà nhà của long tộc là hình dạng gì hắn muốn biết nơi ở long tộc cũng có thể tham khảo một hai cũng dễ áp dụng cho tiểu vũ còn sáu năm nữa là thành hôn thời gian cũng đủ nhà của long tộc Bác thái tử nướng xong món ăn đặt trước mặt Giang Lan, suy nghĩ rồi mới nói. Cũng không có gì đặc thù, phải lớn, to lớn, trống rỗng, ngoài cửa sổ cảm giác đều là nước, cửa sổ và cửa dùng pháp thuật đóng lại. Ở lâu tại Côn Lôn, cảm giác nhà của Long Tộc không tốt lắm, ở trong khách điểm rất tốt, chỉ tiếc là nơi này quá bé. Tại sao ta cảm giác ngươi đang nói chúng ta nghèo, thiếu niên đi tới, vô cùng không vui, khách điếm của bọn họ rất tốt, chủ yếu là nhỏ, đang xem thường khách điếm của bọn họ sao? Đúng là nhỏ, người không thể không thừa nhận, một cái giường của ta còn lớn hơn cái khách sạn này, bát thái tử mở miệng nói ra. Sau đó hai người lại dùng bang. Giang Lan rời khỏi khách sạn, không có nghe bọn họ ồn ào nhiều, ngược lại còn đòi một bản thiết kế nhà lông tộc. Đúng là không quá thích hợp, gần như mở chỗ ở trong núi, so với nhà trong người ở lại, chênh lệch quá lớn, không dễ tham khảo. Đi ra khách sạn, hắn đi tới băng thiền thụ lâm, gần đây tiểu vũ thường xuyên đến đây, nhàn rỗi nhàm chán thì chơi tiểu viện, băng thiền hơi không chịu nổi, bắt một chút trở về, bổ sung một chút, năm sáu năm sau, có thể không lại ra ngoài. Giữa không trung, Giang Lan ngự kiếm tiến về băng thiền thụ lâm. Trên đường đi hắn mở trang giấy thiếu niên đưa cho phát hiện trên đó viết như thế một hàng chữ. Đại ca ca, thời điểm có nguy hiểm, đọc, cổ ngự hạ cùng liên tiếp mới có thể ra hiệu cho ba quốc, không thể tùy tiện đọc ra, vô song quyền thần, đọc ra sẽ bị phát hiện. Thì ra là như vậy, Giang An bội phục. Hắn trước đó dùng chính là hài âm, thiếu niên nói ra câu này lại không ăn khớp. Đáng tiếc, làm như vậy không có cách nào cứu hắn một mạng. Đọc khi hòa đế quân ngược lại còn có thể cứu hắn một lần. Vừng nghĩ đến đây, hắn đột nhiên cảm giác có ánh mắt đang theo dõi hắn, đối phương rất cẩn thận. Kỳ quái, tại sao lúc này có cảm giác bị người ta nhìn chăm chăm? Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn là bởi vì đại hôn sao, không cách nào biết được, nhưng mà không có tùy ý cải biến hành trình. Hắn dựa theo tốc độ ban đầu đi tới băng thiền thụ lâm, trở qua khu vực, Giang Lan phát hiện đối phương vẫn đi theo hắn. Xem ra đến đây vì hắn, nói đến đã lâu không có người theo dõi hắn, hắn cũng không xác định đối phương muốn ra tay với hắn hay chỉ muốn tra xét hành tung. Một lúc sau, trong băng thiền thụ, Giang Lan cảm giác đối phương cùng theo vào, lại không có suy nghĩ ẩn nấp. Đối với việc này, cũng không có làm bộ không phát hiện được, mà là quay đầu nhìn sang, lúc này, một vị nam tử cầm kiếm chậm rãi tới gần, nam tử trung niên, thân mặc áo trắng, trường kiếm nơi tay, khí chất phi phàm, chân tiên sơ kỳ, rất mạnh. Tu vi mặt ngoài của hắn là phản hư viên mãn, trực tiếp bị một vị chân tiên đi theo, đúng là để mắt hắn, hơn nữa, đối phương lại cho hắn cảm giác quen thuộc, cùng loại với thiên nhân tộc, nhưng cũng không phải là thiên nhân tộc đăng thiên thê giang lan nghe nói ngươi đã thành tiên cảnh uyên lên tiếng hỏi thăm giang lan thần sắc của hán bình tĩnh đang đợi giang lan trả lời thành tiên đột nhiên tra hỏi để giang lan nhớ tới chính mình sắp thành hôn đúng là đại biểu cho việc hán đã thành tiên thật sự không cần thiết phải che giấu lúc này tu vi của hán theo phản hư viên mãn biến thành nhân tiên sơ kỳ người thiên nhân tộc giang lan còn không biết đối phương vì sao đến đây cũng không xác định phải chăng có quan hệ với thiên nhân tộc hay không, đối phương lại để ý đang thiên thê, tuyệt này chỉ có thiên nhân tộc mới chú ý tới. Ta không phải thiên nhân tộc, cảnh uyên lắc đầu, lại nói. Nhưng đúng là thiên nhân tộc bảo ta tới nơi này. Người thành tiên, hơn nữa nhanh hơn người khác. Trong thiên nhân tộc có người cảm thấy người tập được thiên nhân tâm kinh, hơn nữa đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất, tương lai nhất định có thành tựu. Cho nên hy vọng bóp chết người không cho người thành thời gian trưởng thành. Ta rất hiếu kỳ, nếu như ta trưởng thành đến cấp độ khiến thiên nhân tộc nhất định phải ngưỡng vọng, bọn họ sẽ còn động thủ với ta không? Giang Lan hỏi. Sẽ, bọn họ sẽ ghi nhớ trong lòng, khắc vào trong xương, chờ đến thời gian thích hợp sẽ ra tay với người, sẽ giết người, chôn dưới đất, như thế mới có thể an tâm. Cảnh Uyên chậm rãi rút kiếm ra, nhìn qua Giang Lan, nói. Có gì ngôn gì không? Giang Lan nhìn đối phương rút kiếm, hắn có thể cảm giác được, thời điểm người này cầm kiếm, khí chất đột nhiên thay đổi, có kiếm ý lạnh tháo xương, trong nháy mắt khi đối phương muốn xuất kiếm, hắn dự định động thủ. Nhưng mà nhưng mà trong nháy mắt đó, kiếm của đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn. Thật nhanh! Người này không cho đối thủ có cơ hội công kích mình, may mà hắn không có buông lỏng cảnh giác, khinh thường địch nhân, có khả năng sẽ đẩy bản thân mình vào trong nguy cấp. Kiếm đến, Giang lan duỗi hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kèm. kiếm trực tiếp cải biến thế công, cảnh uyên cũng bay ra ngoài, ẩn giấu tu vi, quả là thế, tất cả người nhìn chăm chăm vào kẻ này đều vô thanh vô tức chết đi, trong đó cũng nguyên nhân là côn lôn, nhưng mà người này cũng không thể thoát ly hiểm nghi, côn lôn không khả năng thời thời khắc khắc nhìn chăm chăm vào hắn, mà tất cả mọi người cũng chết đi một cách khó hiểu, là người này giết, cảnh uyên chấn kinh, thực lực của đối phương cường đại vượt mức bình thường một chỉ đã có thể đánh tan kiếm thế của hắn, tuyệt đối không phải chân tiên có thể so sánh được, nhưng hắn không thể nào hiểu được, đối phương cường đại như vậy. Từ khi đang thiên thế đến bây giờ chỉ mới bốn năm trăm năm, dù có thiên nhân tâm kinh cũng không có khả năng đạt tới cảnh giới cỡ này, trong nháy mắt đó, hắn lấy lại tinh thần, lúc này không phải thời điểm suy nghĩ, nhất định phải phản kích. Kiếm bị huy động một lần nữa, hắn thân tâm hợp nhất, dự định tiếp tục công kích. Trong nháy mắt hắn ngẩng đầu, bóng người Giang Lan đã đi trước mặt tới hắn nắm đấm cường đại đã tới gần không trần chờ chút nào kiếm đâm vào nắm đấm của đối phương Quỳnh. ba động vô hình lan ra còn không có chờ ba động hoàn toàn khuếch tán tiếng gãy vỡ đã vang lên răng rắc ầm kiếm ta nát dưới nắm đấm một quyền này thế như trẻ tre thế bất khả kháng đồng tự cảnh uyên co rụt lại hắn cảm giác nắm đấm sắp dáng vào người hắn oanh một quyền đánh vào trên người tiếng oanh minh vang lên trong đầu hắn hắn cảm giác thân thể của mình đã mất đi tất cả cảm giác huyết cốt ngũ tạng đều tan vỡ ngay lập tức thậm chí thần hồn cũng tan nát theo hắn cảm giác mình chết rồi không có bất kỳ khả năng nào có thể cứu vãn còn có thể suy nghĩ một lát hắn ngã xuống nhìn thấy được một đám xương máu thấy được tất cả mọi thứ thuộc về mình tất cả mọi thứ đều vỡ vụn hóa thành xương máu kết thúc cái gì cũng kết thúc hắn nghĩ tới chính mình sẽ chết lại không ngờ mình sẽ chết như vậy sáng dớp của giang lan lọt vào trong mắt hắn nhìn không hiểu người này có gì ngôn không giọng nói lạnh như băng truyền vào trong đầu hắn thiên nhân tộc chứa không nổi người cảnh uyên mở miệng nói ra hắn muốn nói rất dài nhưng mà thân thể của hắn không ủng hộ hắn nói rất dài hắn muốn nói thiên nhân tộc sẽ không thỏa hiệp sẽ phải người mạnh hơn để giải quyết vấn đề sau khi hắn chết đối phương tất nhiên sẽ càng coi trọng chuyện này hơn ta biết cho nên ngươi có thể chờ ở phía dưới chờ bọn họ đường tối đen nhiều người đi sẽ an tâm giọng nói này vang lên trong đầu cảnh uyên hắn nỗ lực mở mắt ra muốn nhìn giang lan có nghiêm túc hay không nhưng mà hắn không cách nào mở mắt ra chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương sắp động thủ ta sẽ chờ đây là câu nói sau cùng của cảnh uyên đây cũng là việc hắn hy vọng ầm sương máu phiêu tán khắp nơi giang lan mở ra nhất diệp chứng mục hắn đứng chờ tại chỗ lúc này giang lan đứng trong băng thiền thụ lâm chung quanh hắn đều là sông máu nhất diệp trướng mục bị hắn mở ra chủ yếu là để phòng kẻ gây cho hắn cảm giác nguy hiểm đến mức người vừa bị giết hắn có thể cảm giác được đối phương có một số ẩn tình nhưng mà trong đại hoang lại có mấy người có thể để cho mình an tâm khi còn yếu chỉ lo thân mình không gây phiền toái trên thân khi mạnh mới có thể nắm giữ nhân từ kim tẩy thiên hạ hắn còn rất yếu hô lúc này giang lan cảm thấy một đạo khí tức khí tức này đang nhanh chóng chú ý tới bên này. Mà sương máu chung quanh bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một hạt châu màu đỏ ngòm. Quả nhiên đã tới, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, lần trước đánh chết thiên nhân tộc cũng đưa tới đối phương, lần này hắn cũng đề phòng, chỉ không hiểu đối phương vì cái gì ơ thích thiên nhân tộc như thế, đại khái là bởi vì thiên nhân tộc hơi đặc thù. Tiểu gia hỏa lại gặp mặt, người có thù với thiên nhân tộc sao? Xuất hiện tự nhiên là hy hỏa đế quân, tới đây chỉ là một đạo khí tức có thực lực một kích đối mặt một kích này dạng lan vẫn đề phòng phòng ngừa nguy hiểm phát sinh tiền bối không hiếu kỳ người thiên nhân tộc muốn làm gì sao hắn mở miệng hỏi liên quan tới chuyện huyết nhục hắn không dám hỏi lo lắng tiền quan đến bí mật gì đó đương nhiên hắn cũng không có trả lời có thủ với thiên nhân tộc hay không dễ dàng bị đối phương suy đoán thân phận tự nhiên là vì thần vị trước đây không lâu ta cảm giác có một đạo khí tức rời xa Chính là người này phát ra, vốn cho rằng hắn sắp rời khỏi, không nghĩ tới lại bị tiểu gia Hoàng Ngư lưu lại nơi này, Hi Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan, hiếu kỳ nói. Người không hy vọng những người khác thu hoạch được thần vị. Giang Lan bộ dạng phục tùng chưa từng trả lời. Một khi trả lời, Hi Hòa Đế Quân dễ dàng đoán ra hắn chủ động hay bị động giết thiên nhân tộc. Loại chuyện này sẽ liên lụy rất nhiều người. Thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc sắp đạt được thần vị, biết vì sao bọn họ lại kéo tới lúc này không? Hi Hòa Đế Quân cũng không thèm để ý Giang Lan có im lặng hay không, mỗi người đều sẽ cất giấu một ít chuyện, cho nên hắn không ngại người khác có bí mật, chỉ cần không phải nguy hại đến cô lôn, giấu cái gì đều được. Xin tiền bối giải hoặc Giang Lan cung kính mở miệng, khi Hòa Đế Quân đúng là có tư cách biết. Giang Lan mặc dù hiếu kỳ với việc này, nhưng nếu như không thích hợp, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa, biết hay không cũng không thể ảnh hưởng tới kết quả, trước mắt xem ra vẫn còn thích hợp thiên vũ phượng tộc và thiên nhân tộc tranh đấu đến cuối cùng sẽ kết thúc và thiên nhân tộc đại khái cũng sẽ đối phó hắn tương đối phiền phức muốn đến chỉ có thể trốn ở đệ cửu phong thiếu ra ngoài cho thỏa đáng không đi ra ngoài lịch luyện quả thật sẽ làm sư phụ lo lắng nhưng hai lần lịch luyện lúc trước đều bị sư phụ nhìn thấu trên thực tế hắn vẫn chưa đi ra ngoài lịch luyện chỉ tìm một chỗ bế quan xưng hô trước thần vị của ta là gì khi hòa đế quân mở miệng hỏi thăm cổ ngự tây cung Giang Lan cẩn thận trả lời. Hắn không dám nhiều lời, sợ tạo thành ảnh hưởng không cần thiết, hắn vẫn chú ý tình huống chung quanh, bảo đảm an toàn. Thực lực khi hòa đế quân vừa xa hắn không biết bao nhiêu, đối mặt với loại tồn tại này, hắn gần như chỉ có thể bị động phòng ngự, hoặc là thoát đi. Nếu không thể thoát đi, chỉ có thể cầu cứu sư phụ. Đúng vậy, cổ ngự Tây Cung, nơi này là cổ ngự Tây Cung, là bởi vì côn lôn nằm ở tơ hoang bắc hoang yêu tộc là cái gì khi hòa đế quân lại hỏi cổ ngự bắc cung giang lan trả lời yêu tộc tại bắc hoang đối ứng với cổ ngự bắc cung mà địa minh ma tộc tại nam hoang tên là cổ ngự nam cung đông hoang tốc độ quá chậm chưa từng xuất hiện thần vị mà trung nguyên thiên nhân tộc thiên vũ phượng tộc bọn họ xuất hiện sớm hơn người khác thật lâu nhưng từ đầu đến cuối lại không có đạt được thần vị có thể nói thiên vũ phượng tộc là chủng tộc sinh ra không chậm hơn yêu tộc nhưng vấn đề kẹt ở nơi này bọn họ không cách nào thu hoạch được thần vị nguyên nhân là bởi vì bọn họ ở tại trung nguyên người cảm thấy trung nguyên đối ứng thần vị là cái gì khi hòa đế quân nhìn qua giang lan hỏi thăm trung nguyên đối ứng là địa phương nào trong đầu giang lan lóe qua một tiên suy đoán cùng người trung cung hắn thử hỏi đông tây nam bắc đều có đối ứng như vậy ở giữa tự nhiên cũng có đối ứng cổ ngự trung cung đó là thần vị đặc thù nhất trong cổ ngự thần vị cũng là thần vị cao nhất thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc đều đã nhận ra thần vị này cũng hiểu đây là thần vị đặc thù cho nên bọn họ phí hết tâm tư dù muộn hơn người khác một bước cũng muốn cướp đoạt thần vị này hi hòa đế quân truyền xuất ra giọng nói bọn họ muốn thành công giang lan mở miệng hỏi thăm có điều rất nhanh hắn lại hối hận bởi vì hi hòa đế quân vừa mới nói bọn họ đều sắp thành công mang ý nghĩa sẽ xuất hiện hai thần vị. Mà cổ ngự trung cung là thần vị đặc thù nhất, không có lý do gì có hai vị trí. Quả nhiên, Hy Hòa đế quân cho ra câu trả lời phủ định. Không, bọn họ đều thất bại. Giang Lan chưa từng mở miệng, hi Hòa đế quân đột nhiên nhắc lên sự kiện này, hẳn là sẽ có giải thích. Thiên vũ phượng tộc đã không cách nào trèo trống, không thể không tìm kiếm cách khác. Mà thiên nhân tộc khác biệt, bọn họ vào 100 năm trước mượn nhờ thủ đoạn của yêu tộc, có câu thông với U Minh hiểu rõ thần vị của Ngự Trung Cung là không cách nào trực tiếp lấy được, cho nên những năm qua lựa chọn thần vị còn lại, nhưng mà người U Minh lại không nói cho bọn họ biết quá nhiều. Khi Hòa Đế Quân nhìn Giang Lan, lại nói: người biết như thế nào mới có thể thu hoạch được thần vị Trung Cung không? Giang Lan cúi đầu nói khẽ, vãn bối không biết, tạm thời cũng không muốn biết. Thần vị Trung Cung tương đối độc thù, những người khác đều muốn có được người như hy hỏa đế quân đi sớm hơn người khác một bước, nhất định cũng muốn lấy được, thậm chí mục tiêu của đối phương cực kỳ có khả năng chính là thần vị trung cung. Một khi biết rõ nói làm thế nào chiếm được, đối với hắn mà nói sẽ gia tăng thêm nguy hiểm, cho nên, nên cũng biết thiếu chút tốt hơn. Tiểu gia hỏa, người rất cẩn thận, hy hỏa đế quân giọng nói mang theo ý cười. Nhưng mà không bao lâu nữa ngươi sẽ biết. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình đi thăm dò, chờ người tấn thăng tuyệt tiên, ngươi có thể đi nơi lưu trữ văn thư côn cô lôn tìm kiếm một phen ta đặt một quyển thư tịch thần vị giả thuyết tại nơi đó có lẽ ngươi có thể từ nơi đó đạt được đáp án còn việc có bị ta phát hiện thân phận của ngươi hay không phải xem ngươi ẩn giấu thế nào chiếm được thế nào ta cũng sẽ không nói cho ngươi côn cô lôn cũng người nhìn chăm chằm vào ngươi hay không còn về phía trên có thư tịch cổ ngữ hay không tất cả những việc này không có ý nghĩa lớn muốn biết rõ cổ ngữ là cái gì có thể rời đi cổ ngựa hạ cung lại tiến lên một bước, khi đó người thì sẽ biết, cổ ngự là cái gì. Giang Lan cúi đầu nói cảm ơn. Hắn sẽ không đi nơi lưu trữ văn thư côn luôn xem thư tịch, trước kia có lẽ sẽ nghĩ biện pháp tùy ý lật xem một chút, nhưng mà hiện tại, hắn không cần, hắn có thần vị giả thuyết. Sư phụ cho, nhưng mà hi hòa để quân bảo hắn đến tuyệt tiên lại đi nhìn, không biết có quan hệ tới cảnh giới hay không. Hắn đã sắp đạt tới tuyệt tiên, hắn có thể đợi thêm mấy chục năm, trên lý luận sư phụ có thể cho hắn, nói rõ bây giờ xem vấn đề cũng không lớn hắn thật sự không vội mà cổ ngực hắn cũng lần đầu tiên nghe nói rời đi hạ cung tiến lên một bước là có thể hiểu cổ ngực là cái gì nói cho ngươi rất nhiều xem như thù lao xương máu khi hòa đế quân nhận hạt trơ màu đỏ ngòm mở miệng nói ra giang lan chưa từng do dự nhẹ giọng cáo từ khi hòa đế quân nhìn giang lan rời đi rất cẩn thận biết thực lực mình không đủ không muốn quấn vào quá sâu lúc nào cũng cảnh giác ta luôn có dáng dấp không tín nhiệm một tay tùy thời chuẩn bị xuất thủ một tay khác giống như muốn cầm đồ vật là đồ vật hộ mệnh hay đồ vật cầu viện nếu như là đồ vật cầu viện như vậy là sư phụ của hắn lấy tính cách cẩn thận của tiểu gia hỏa này chắc chắn cầu viện sẽ hữu hiệu như vậy hắn cũng là đệ tử thân truyền rất được xem trọng khí tức của hy hỏa đế quân bắt đầu biến mất rất cao minh thời gian ngắn như thế lại có thành tựu như vậy trong côn lôn lại không thấy hắn bộc lộ tài năng không biết sẽ giấu đến khi nào là thiếu cảm giác an toàn sao cũng phải bí mật quá nhiều sau đó hi hòa đế quân hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ sáng lan đi dạo một vòng xác định không có người nhìn trong tràm hắn lại đi vào đường lớn còn phải đi băng thiền thụ lâm một chuyến vừa rồi không dám bắt băng thiền lo lắng bị hi hòa đế quân hoài nghi lần này ngược lại đã biết rõ không ít chuyện thiên nhân tộc cũng muốn lấy được thần vị, tin tức không được tốt lắm. Thiên nhân tộc và U Minh câu thông với nhau, mới biết được thần vị trung cung không cách nào trực tiếp thu hoạch được, là câu thông lúc nào, hắn nhớ tới lần trước cửa vào U Minh phun trào, sư phụ ở bên ngoài giết một ít người, trong đó có thiên nhân tộc cũng có yêu tộc, cho nên câu thông từ khi đó. Thời gian qua đi 100 năm, đạt được thần vị mới, nhưng cũng nói rõ, về phần thiên vũ phượng tộc, hắn không có để ở trong lòng, cho đến hiện tại, hắn và thiên vũ phượng tộc không có thủ hận hay gút mắc gì càng không có xung đột lợi ích lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa bắt chút băng thiền rồi trở về đi chờ đợi đại hôn giang lan rời khỏi băng thiền thụ lâm chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn xem ra chung quanh không có thiên nhân tộc hắn thành tiên làm cho thiên nhân tộc hơi chú ý cộng thêm vừa hay đụng phải đối phương chỉ có thể xuất thủ bằng không cũng không đến mức mạo hiểm như thế giết hắn gần côn lôn đâu không phải là việc dễ dàng như vậy gió nhẹ từ từ giang lan ngự kiếm bay về phía côn lôn lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện uy áp dường như xuất hiện bá chủ bầu trời chưa từng do dự giang lan thu hồi trường kiếm nhanh chóng đáp xuống đất vào lúc hắn ngẩng đầu nhìn thấy long ảnh xuất hiện trên cao người long tộc đã đến ngào tiếng gầm vang lên tất cả mọi người chung quanh đều ngẩng đầu quá kiêu căng giang lan khẽ nhíu mày hắn đứng trên mặt đất cũng có thể cảm giác được uy áp ngược lại không phải cảm giác đối phương làm không đúng mà chính là hắn cảm thấy hơi nguy hiểm dễ dàng vô cớ bị người khác chán ghét không thích hợp với hắn không qua bao lâu long tộc đã tiến vào côn lôn giang lan biết việc này có quan hệ tới đại hôn của hắn ngược lại rất tích cực tới trước cả năm năm hắn nghĩ trong lòng về sau trực tiếp đi trở về trạng vạng tối, Giang Lan về tới đệ cửu phong, sau khi cất kỹ băng, thiền liền bắt đầu tu luyện. Sư tỷ hai ngày nữa mới có thể xuống tới, đến lúc đó lại thương lượng chuyện xây nhà, mặt trời mới mọc ở hướng đông, bắt đầu tiết tấu tu luyện bình thường, ban ngày xem sách tìm hiểu thuật pháp, phân tích trận pháp, ăn một số đan dược, ban đêm thối luyện kim thân, một tháng sau, bắt đầu khởi công xây nhà mới. Sư đệ, nhà ta đều mang ra, tiểu vũ muốn đích thân động thủ, Giang Lan tự nhiên không thể cự tuyệt, người nào mang ra đều như thế. Oanh, phòng cũ sụp đổ, Giang Lan nhìn nó ngã xuống, nó sụp xuống ở nơi này cũng đại biểu tân sinh, thế ra ngày lại ngày trôi qua, phế tích đã được thu dọn sạch sẽ. Căn phòng mới đã xuất hiện, không có sửa đổi quá nhiều, bên ngoài cũng tăng thêm áo nước nhỏ cho tiểu vũ rửa chân, phòng ốc gia cố một chút, phòng ngừa tiểu vũ được nhê long hóa, còn lại cũng không có gì thay đổi. Giang Lan xây dựng nhà, gạch đá tăng thêm một chút, từ không đến có, lại từ có đến không. Đại đạo lưu chuyển cũng như thế, mỗi một viên gạch, mỗi một ngọn cỏ đều là căn cơ của đạo, khi căn cơ vững chắc sẽ đi đến cuối cùng, đó chính là thời khắc tỏa ra hào quang, là thời điểm đi ra con đường mới. Hiện tại, Giang Lan lòng có cảm giác, tâm thần bắt đầu hầm nhất. Sử đệ Giọng nói vang lên, đột nhiên truyền vào tâm thần Giang Lan, giờ khắc này, Giang Lan bừng tỉnh. Giang Lan lấy lại tinh thần, tâm lý nhẹ nhàng thở ra hắn nhìn về phía bên cạnh là sư tỷ gọi tình hẳn lúc này tiểu vũ mặc quần áo bình thường tay áo bị nàng xếp nối liền với nhau lộ ra hai tay dính đầy cho bụi quần che quất chân dài giày tự nhiên không để lộ ngón chân ra ngoài dễ dàng thụ thương sư tỷ trên mặt ngươi có không ít cho bụi giang lan mở miệng nói ra tiểu vũ cũng không để ý tới mặt mình nàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn giang lan sư đệ ngươi đi ra nàng đi tới bên người giang lan giật giật cánh tay giang lan ta đi xây nhà sư đệ đứng nhìn là được giang lan sư tỷ xây nhà sợ rằng ba tháng sẽ sập hắn đương nhiên sẽ không để tiểu vũ xây sư đệ ngươi nói thật với ta tiểu vũ cầm trong tay gạch đá nhìn lấy giang lan nói có phải ngươi là tuyệt thế thiên tài vạn người không có một trong truyền thuyết hay không ta có thấy người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn từ đó đốn ngộ nhưng mà chưa bao giờ thấy qua có người có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lạn đốn ngộ, cũng có thể đọc thư tịch đốn ngộ, chớ nói chi là nhổ cỏ đốn ngộ. Khoa trương nhất còn là vừa rồi, sư đệ xây nhà lại sắp lâm vào đốn ngộ. Ngoại trừ tuyệt thế thiên tài trong truyền thuyết, người nào có thể làm được tình trạng như sư đệ chứ? Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn gạch đá trong tay tiểu vũ, nghĩ thầm sư tỷ có phải đang muốn cầm đập người hay không? Có thể là vận khí của ta tốt một chút, hiểu rõ đồ vật nhiều một ít, cộng thêm. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, cộng thêm quái gở một ít, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy hắn quái gở, hắn ở tại Đệ Cửu Phong, chỉ bởi vì nơi này an toàn hơn, không cần thiết thêm phiền phức cho mình hoặc cho sư phụ. Thời điểm ta ở một mình không có đốn ngộ, Tiểu Vũ trợn trắng mắt nói. Quái gở liền có thể đốn ngộ, đại hoang đã có không biết bao nhiêu tiên nhân. Xây nhà đi, Giang Lan tiếp tục xây nhà lần này ta cẩn thận một chút, hơn nữa, quay đầu nhìn tiểu vũ, tiếp tục nói. Chẳng phải có sư tỷ ở đây sao, tiểu vũ không nói gì thêm. Còn tốt nàng đã dự kiến trước, sáng sớm biết được sư đệ không có làm gì đã lâm vào đốn ngộ, không phải vậy, lần đốn ngộ này sẽ trôi qua không biết bao nhiêu năm. Sư đệ, ngươi luôn đốn ngộ, có phải muốn vụng trộm vượt qua ta đúng không? Tiểu vũ đưa gạch đá cho Giang An, nàng vốn đến giúp đỡ, không dám loạn động, ngẫu nhiên tường không rắn chắc vấn đề vừa ra giang lan quay đầu nhìn sang tiểu vũ vườn tay vỗ vỗ đầu tiểu vũ nói về sau sư tỷ sẽ do ta bảo vệ tiểu vũ lấy tay giang lan ra sau đó đi đến chỗ cao từ trên cao nhìn xuống giang lan nói ta mới là sư tỷ chờ lần thi đấu khiêu chiến tiếp theo ta thắng sư đệ cái gì cũng phải nghe lời của ta giang lan nghe vậy quay đầu tiếp tục xây nhà còn cần không ít thời gian mới có thể hoàn thành hắn không đặt thi đấu trong lòng, lòng cuồng vọng không khiêm tốn sẽ không thể nào thắng được hắn. Năm sau, một căn phòng mới xuất hiện trong sân, nó còn lớn hơn ban đầu một chút, cũng cao hơn một chút, nhưng mà kiểu dáng không khác gì lúc trước, bởi vì có tiểu vũ thêm vào, cho đến lúc trước mới dựng thêm một ít đồ trên giàn khung trước đó. Trong sân vẫn có một ít bụi hoa, có một hòn đá điêu khắc hòn non bộ, nhiều đồ vật tự nhiên cũng có, bên cạnh hòn non bộ có thêm một ao nước nhỏ, Nước này do Giang Lan đặc biệt dẫn từ địa phương khác tới, hồ nước cũng không phải dùng để nuôi cá, mà là để Tiểu Vũ ngồi bên cạnh rửa chân. Nàng thường xuyên đi chân trần chạy loạn, ngẫu nhiên còn mất giày, bàn đọc sách nằm cạnh hồ nước không xa, thuận tiện nói chuyện với Tiểu Vũ đang chơi nước, như thế, đã không có vấn đề gì, chỗ ở rất đơn giản, tiếp qua một số năm, nơi này là nơi an thân của bọn họ. Đương nhiên, Tiểu Vũ thân là thần nữ, vẫn có một thời gian dài ở trong giao trì, đây là chức trách của thần nữ giang lan cũng có thể rời đi một thời gian sự kiện này còn rất xa không cần cuống cuồng trong sân giang lan ngồi bên cạnh bàn đọc sách là một số thư tịch thuật pháp bổ sung tri thức tương đối gà mờ nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sư đệ ta nói đi thêm cái ao nước đúng là rất tốt tiểu vũ ngồi rửa chân bên hồ nước rất vui vẻ không biết bởi vì có thêm một cái hồ nước hay bởi vì xây xong nhà mới nhìn tiểu vũ liếc một chút giang lan không tiếp tục để ý sư tỷ nói là hồ bởi vì bị hắn cự tuyệt sau cùng đổi thành hồ nước hồ chân ngọc rơi vào mặt bàn là tiểu vũ đi chân trần đúng rồi thứ này cho sư đệ gần đây xây nhà nên quên đi kiếm gỗ đưa tới trước mặt giang lan xây nhà tương đối bận rộn kiếm gỗ không thường ra trì bây giờ xây xong nhà lại ra trì chảm long chân ý vào kiếm gỗ để sách xuống tiếp nhận kiếm gỗ Giang Lan phát hiện kiếm gỗ càng bất phàm, dù không có gia chỉ chảm long chân ý, lại có hiệu quả to lớn khi chảm lòng. Tiểu Vũ không có quấy giày, đi vào trong sân, thử quan sát tâm thần tiểu viện. Giang Lan cũng mới đi qua một lần, đã vô cùng gần tâm thần khách điếm, nhưng có nhiều điểm vẫn không giống. Không phải giống như đúc, mà là có nhiều chỗ tâm thần điếm sạn có khí tức đặc biệt, mà tâm thần tiểu viện, Giang Lan không cách nào làm ra, đến bây giờ vẫn không biết nguyên nhân. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ đi lại trong tiểu viện, từ mùa xuân đến mùa đông, từ người tuyết san đi tới bụi hoa. Thời gian đang trôi qua, hắn tu luyện rất thường xuyên nhìn thấy Tiểu Vũ, dường như Tiểu Vũ trở thành một bộ phận tu luyện của hắn. Hôm nay, Giang Lan ngồi trước bàn đá, hắn nhìn Tiểu Vũ đang chăm sóc bụi hoa, trong lòng có cảm giác an bình. Lúc này trong mắt hắn, tiểu viện như bị dựng lên đơn độc, Tiểu Vũ trở thành bốn mùa, trở thành một bộ phận không thể thiếu của hắn hắn đi đường không còn cô đơn nữa, không còn một thân một mình, đại đạo trình lộ không nhất định chỉ có chính mình. Nói không chỉ có do thiên địa mà ra, cũng có khả năng bởi vì người khác mà sinh, đại đạo ba ngàn, muôn vàn biến hóa, mọi thứ đều có nguyên do, vì sao sư tỷ không thể trở thành đạo bên cạnh hắn, hoặc là đạo tiến lên. Oành, ba động vô hình trực tiếp khách tán. Tiểu vũ đang chăm sóc bụi hoa đột nhiên có cảm giác hiểu ra, dường như có hiểu ra với đạo, khiến người ta ấm áp, khiến người ta hoan hỉ, nhưng trong nháy mắt nàng đã thanh tỉnh lại sau đó xoay người nhìn về phía giang lan lúc này giang lan trợn mắt nhìn tiểu vũ nhìn thấy ánh mắt thư thái của giang lan trong mắt tiểu vũ có một ít nghi hoặc nàng đứng dậy đi tới trước mặt giang lan sư đệ có phải ngươi vừa rồi kéo ta cùng đốn ngộ giang lan kỳ thật và lúc hắn minh ngộ là hắn tự mình cắt ngang hắn không có đánh phá đạo cảnh, chỉ giáo gạo đáy lòng về sau có lẽ sẽ giúp hắn đi càng xa hắn rất ưa thích loại cảm giác đó. Oanh, đột nhiên có âm thanh truyền tới, Giang Lan và Tiểu Vũ nhìn sang, là phương hướng côn luân đại điện. Lúc này, đại điện trước kia chỉ có 7 chùm sáng, bất ngờ biến thành 8 chùm sáng. Như thế đại biểu cách đại hôn chỉ có một năm. Hoặc là nói năm sau chính là ngày đại hôn của bọn họ, năm nay là năm thứ 595 khi Giang Lan nhập môn. Giống như chỉ chờ sang năm, tiểu vũ nhìn lên bầu trời, trùng sáng thứ tám sáng lên nàng tự nhiên hiểu nó có ý gì. Sau đó nàng nhìn chăm chăm vào Giang Lan. Giang Lan. Lần trước bị bừng tỉnh, hắn đã có ý thức phòng bị, không đến mức lại phát sinh chuyện lâm vào đốn ngộ. Dù có minh ngộ, hắn cũng sẽ để ở trong lòng, mà không phải đi xâm nhập hiểu rõ. Như thế sẽ không lại phát sinh chuyện lâm vào đốn ngộ sâu. Tiểu vũ sẽ nhìn chăm chăm, hắn cũng không thèm để ý, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Buổi tối lúc tiểu vũ trở về, hắn cũng có thể tu luyện. Hắn tu luyện sẽ không lâm vào đốn ngộ, chỉ có ban ngày nhìn một số sách hoặc là làm một số việc mới dễ dàng đốn ngộ, kỳ thật số lần đốn ngộ không có khoa trương như vậy, mấy trăm năm qua hắn đốn ngộ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn còn bị Tiểu Vũ thấy được quả thôi. Như thế mới tạo ra ảo giác hắn thường xuyên đốn ngộ, nhưng mà dù là hắn chưa từng lâm vào đốn ngộ, hiểu rõ với đạo vẫn trợ giúp hắn, từ đó tăng tốc thối luyện kim thân. Cô Lôn đại điện người long tộc đúng là tích cực diệu nguyệt tiên tử nhìn nhiễm tịnh tiên tử đối diện rồi nói vừa rồi người long tộc muốn sớm một ít thời gian để giang lan và ngao long vũ thành hôn đương nhiên ban đầu vốn cũng không có định ra thời gian cụ thể cho nên có thể là đầu năm sang năm cũng có thể là cuối năm sang năm nhìn ý nghĩ của côn lôn côn lôn cũng hy vọng nắm thật nữ trong tay mình sao loại đề nghị này không phải là ý của bọn họ sao nhiễm tịnh tiên tử nói sau khi thành hôn bọn họ cũng sẽ ở lại côn lôn một thời gian ngắn như thế mới có thể tiến về long tộc liễu cảnh nói ra đoạn thời gian này có thể dài ngắn cũng chính là mấy chục năm Niệm tịnh tin từ rất bình tĩnh ngao đãi và ngao sư sư bên cạnh cảm thấy côn lôn đang ghi dễ mình nhưng mà bọn họ cũng không nói gì nhiều lần đều là bọn họ mất mặt nơi này là sân nhà côn lôn gây bất lợi cho bọn họ trong năm mươi năm chúng ta đồng ý nhưng mà hy vọng đừng đến thời gian lại có yêu cầu khác mặc kệ trong thời gian này xuất hiện biến hóa gì chỉ cần không ảnh hưởng thần nữ và phu quân của hắn hy vọng côn cô lôn đừng có xuất hiện sửa đổi nhiễm tịnh tiên tử mở miệng nói ra đương nhiên dự nguyệt tiên tử trực tiếp đáp ứng như vậy hôn lễ sẽ tổ chức vào đầu xuân sang năm trong 50 năm sẽ cho thần nữ hồi hương một chuyến bao quát bát thái tử đi cùng ta có yêu cầu nhỏ chúc thanh tiên tử đột nhiên mở miệng lúc những người khác nhìn qua nàng tiếp tục nói với nhiễm tịnh thiên tử ngày đại hôn ta hy vọng tiên tử sẽ giúp đỡ tiểu vũ mặc áo cưới đối với yêu cầu này cô lôn những người khác không có mở miệng đối bọn họ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao có đồng ý hay không không ảnh hưởng cái gì nhưng mà nhiễm tịnh tiên tử là mẹ đẻ của thần nữ đồng ý cũng không có chỗ xấu người long tộc không có mở miệng loại chuyện này không ảnh hưởng gì có cũng được mà không có cũng không sao im lặng một lát Nhiễm tịnh tiên tử gật đầu đáp ứng. Được, sau khi định ra thời gian, một bộ phận người côn luôn liền bắt đầu công việc, thần nữ đại hôn, trung quy phải long trọng một ít, vì rằng bọn họ không quen biết người cưới thần nữ. Nhưng mà bọn họ thường xuyên nghe nói về thần nữ, cô luôn có rất nhiều người hiếu kỳ về vị sư huynh ít khi lộ mặt kia. Một số sư huynh sư thì có đánh giá khác nhau về vị sư huynh kia, có người tán dương có người lên án, nhiều người cũng không xác định là ai đúng ai sai, nhưng mà có hai cách nói rất thống nhất. Đó chính là sư huynh đệ cửu phong tính cách cao minh, tạo nghệ trận pháp cao minh. Còn có người nói sư huynh đệ cửu phong thiên phú bình thường, có người nói vị sư huynh này thành tiên sớm hơn những thiên tài khác. Sự thật chứng minh việc này có khả năng tồn tại giả dối. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian chuẩn bị một ít gì đó đi, tiếp qua mấy tháng sẽ là ngày đám cưới. Tu vi cao đều tu luyện, chỉ có những người tu vi thấp như chúng ta bận rộn. Có biện pháp nào chứ? nhưng mà làm những việc này có tài nguyên để cầm, không chừng một số sư huynh còn hâm mộ chúng ta đấy, một số người đi tới cô lôn đại điện. Địa điểm đại hôn đặt tại nơi này, bọn họ cần tốn không ít thời gian bố trí, dù sao cũng không thể để long tộc coi thường, chuyện này không phải đơn giản. Nghe nói mời không ít người tới chứng kiến, đều là đại nhân vật ở các địa phương, có lẽ chúng ta đều có thể nhìn thấy. Những đệ tử mới nhập môn như chúng ta sẽ không thể tới gần, như vậy cũng không tệ, thần nữ đại hôn chỉ có một lần, thế nhưng côn cô lôn mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ chiêu thu đệ tử, về sau chúng ta cũng sẽ là nhóm người nhìn thấy thần nữ đại hôn. Cũng đúng, về sau không có người nào gặp lại điển lễ long trọng như thế. Tâm tình mấy người rất tốt, hành động cũng nhanh hơn rất nhiều. Bát thái tử nhìn lấy những người này đi lên côn cô lôn đại điện, hắn cảm giác bọn họ nói không sai, có thể nhìn thấy hôn lễ của tỷ phu và tỷ tỷ, quả thực là vận khí. Còn tốt hắn bị giam lòng ở chỗ này, nhưng mà cũng hơi tự do, còn thú vị hơn ở long cung nhiều không ai quản còn dễ chịu đi săn một chút trông cửa hàng nhưng mà có rất nhiều đại nhân vật sẽ tới cũng không biết sẽ xảy ra chuyện hay không bác thái tử suy nghĩ trong lòng sau đó hướng đệ cửu phong đi đến hôm nay nướng con thỏ cho tỷ phu bọn họ thử một chút thuận tiện hãy nói một chút hắn về long tộc sự tình hồi long tộc cô lôn không tốt sao đệ cửu phong trong sân tiểu vũ an thỏ nướng hiếu kỵ hỏi đúng là rất tốt nhưng mà mẫu họ bảo ta trở về nói qua mấy chục năm nữa có thể trở về một chuyến bác thái tử cũng đang ăn thỏ nướng hắn cảm thấy tay nghề của mình phi thường tốt giang lan và tiểu vũ ngồi ở bên cạnh hắn đang ra chỉ trảm long chân ý cho kiếm gỗ bác thái tử thường xuyên nhìn kiếm gỗ giống như không quá thích ứng chỉ trở về một chuyến giang lan mở miệng hỏi thăm bác thái tử là bị côn cô lôn giam lòng thì lý luận trở về cũng à trở về trở về một chuyến có phải mang ý nghĩa tại bị phái tới côn lôn hay không đại khái vẫn sẽ như thế bát thái tử giá cả quá đắt trên người có năm sợi cơ duyên không có người nào đặc thù như hắn long tộc muốn bắt bát thái tử trở về là vì đạt được chỗ tốt lâm thời mà không thể lưu lại bát thái tử có lẽ sẽ trả giá rất lớn long tộc vội vã đại hôn chắc hẳn có quan hệ tới việc này chẳng lẽ dự định để sư tỷ về long tộc mang theo bát thái tử sang lan đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này hắn cảm thấy có khả năng rất cao, không phải vậy, long tộc không đến mức vội vã gả công chúa. Cho nên, ta cũng sẽ đi sao, sau khi tiểu vũ gả cho hắn, mang theo hắn về long tộc một chuyến, hợp tình hợp lý, mà hắn còn không thể cực tuyệt. Công việc cụ thể như thế nào, chỉ có thể chờ đợi sau cưới lại nói, sư phụ còn chưa thông báo, vậy thì không vội. Cần phải quay về một chuyến, đến lúc đó còn phải đến côn lôn, mẫu hậu không nói cụ thể. Bát thái tử nói ra: "Dạ ngài a, à, nhưng mà, tiểu vũ chỉ chỉ kiếm gỗ trong tay Giang Lan, nói: "Tỷ cho ngươi mượn thanh kiếm này, nếu có người Long tộc khi dễ ngươi, dùng thứ này rất có hiệu quả." Bát thái tử biến sắc, nói: "Tỷ, vẫn thôi đi." Hắn sợ mình bị kiếm ngộ thương. Giang Lan, quả nhiên, dù ở trong mắt Long tộc, một con rồng cầm lấy chàm Long kiếm cũng là chuyện không bình thường. Nếu không cẩn thận rơi vào chân, cũng không biết chân của rồng có mọc ra hay không. Năm sau, đầu xuân, mưa phùn kéo dài, gió nhẹ chầm chậm, Giang Lan đứng trên quảng trường đệ Cửu Phong, cầm chổi quét lá. Tiểu Vũ không có theo bên người, nàng về đệ Tam Phong, hai ngày sau là ngày đại hôn, cô Lôn đã quyết định thời gian đại hôn. Lúc này tâm lý Giang Lan không bình tĩnh, cho nên bắt đầu quét dọn vệ sinh hắn còn nhớ sư tỷ về đệ tam phong có nói, nàng nói. Sư đệ, mấy ngày nay đừng ngổ cỏ, đừng quét dọn vệ sinh, đừng nhìn lên bầu trời, không xem sách, thực sự không được có thể tu luyện. Nàng lo lắng hắn đối ngộ trong hai ngày ngày. Trên thực tế hắn căn bản sẽ không tái phạm sai lầm như cũ, cũng không có trịnh trọng nói với sư tỷ, chỉ ngẫu nhiên để xuống. Sư tỷ không tin, hắn cũng không nói nhiều, thường xuyên nhìn thấy sư tỷ cũng không phải không tốt. Soạt, lá rụng bay khắp nơi, nội tâm sao động của Giang Lan cũng ổn định lại. Là bất an hay là kích động, hắn không cách nào phân biệt, nhưng thời gian hai ngày nữa, với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, có thể trực tiếp ảnh hưởng cuộc đời của hắn. Người khác có thể đối đãi bình tĩnh hay không thì hắn không biết, chỉ ít hắn không được. Cảm giác hơi phiền phức. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó nhìn về phía đỉnh đệ cử phong không biết có phải sư phụ vì tránh né loại phiền não này nên mới lẻ loi một mình hay không. Chuyện này, mỗi người có thái độ khác nhau, nhưng cuối cùng sẽ tịch mịch, cho nên đến tầm thứ nhất định, hắn muốn thử đi tìm hỏi ý sư phụ một chút. Sư phụ tìm một bạn già, hắn bắt đầu mạnh lên, cũng có thể cân nhắc chuyện sư phụ về hưu dưỡng lão. Hồ, vô trời bắt đầu có âm thanh truyền đến, là một số pháp bảo phi hành, côn luôn mời đại nhân vật, bác thái tử đề cập qua, hắn không sao cả để ý bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến hắn côn lôn cũng sẽ không để hôn lễ xảy ra vấn đề việc này quan hệ tới giao trì không thể sai sót nếu đã quyết định tốt hôn lễ không người nào có thể ngăn cản côn lôn hoàn thành dù là lốc tộc cũng không được chứ nói chi long tộc cũng mong muốn nhanh chóng hoàn thành hôn lễ về phần gian tế bảng danh sách năm ngoái sẽ đưa lên đại bộ phận đều bị tra rõ dù nguyên kiến thức rộng rãi vẫn bị giữ lại tu vi đều đạt đến nhân tiên cho đến trước mắt còn không có một gian tế nào có thể bằng hắn đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên giọng nói theo bên cạnh xuất hiện. Giang Lan quay đầu nhìn lại, sư phụ bóng người chậm rãi xuất hiện. Sư phụ, Giang Lan cung kính hành lễ, sau đó nói. Không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ vì tĩnh tâm. Không cần để ý quá mức, đại hôn mặc dù long trọng, nhưng không dườm già, đến lúc đó sẽ cho người từ đệ cửu phong tiến về cô lương đại điện. Giống như lúc đính hôn, tiếp nhận chúc phúc là có thể mang theo thần nữ trở về. Kết thúc buổi lễ là đủ. Không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, mặc chính đông mở miệng nói ra, Giang Lan khẽ gật đầu, như thế cũng tốt, hắn không cần gặp người nào cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, càng không cần lộ mặt quá nhiều. Có thể nói sẽ không mang đến quá nhiều ảnh hưởng, nhưng trên thực tế, cả đời của hắn cũng thay đổi, hắn có phần luống cuống, từ khi đính hôn, hắn đã có chuẩn bị, vốn cho rằng thành hôn cũng có thể thản nhiên tiếp nhận không có quá nhiều ba động nhưng hắn đánh giá cao chính mình đương nhiên hắn cũng không ghét loại đánh giá cao này trải qua bất an và luống cuống như hiện tại cũng là một bộ phận quan trọng trong đời đại hôn ảnh hưởng tương lai hơi khẩn trương là bình thường không cần quá để ý an tâm nghênh đón ngày ấy nghiêm túc đối đãi là đủ mạc chính đông an ủi vâng giang lan gật đầu đúng là không cần quá để ý mà lại cũng là kiện vui về sự tình nhưng mà đạo lý hắn đều hiểu muốn bình tĩnh trở lại cũng không dễ dàng ngày kế tiếp đêm giang lan ngồi trong sân nhìn bầu trời ngày mai mặt trời mọc cũng là thời điểm đại hôn giữa hắn và tiểu vũ một đám đệ tử côn lôn đợi ngày mai từ rất lâu có không ít người từ địa phương khác đến cũng là vì ngày mai về phần bọn họ đang đợi buổi lễ long trọng hay là chờ thứ khác thì không ai biết được giang lan chỉ biết rằng mình chờ cưới sư tỷ, tối nay không có tu luyện, hoặc là nói hai ngày nay đều không có tu luyện, đại bộ phận đều đang đọc sách quét, dọn vệ sinh, an tĩnh chờ thời gian đến, hắn đã nhận được lễ phục, ngày mai cần thay đổi. Kỳ thật hắn biết rất ít về việc côn luôn an bài, quá trình hôn lễ, giống như hôn lễ lần này, đối rất nhiều người mà nói cũng là một trình tự, cũng không có người nào để ý đến hắn, côn luôn cũng không có ý định đẩy hắn ra ngoài cho người ta nhận biết, tất cả mọi người đều mang theo mục đích tỷ phu. Bên ngoài có giọng nói của bát thái tử vọng vào, quay đầu nhìn lại, là bát thái tử mang theo thiếu niên đến đây, cầm trong tay đồ vật thật đẹp, lễ vật. Đại ca ca, thiếu niên đi vào tiểu viện, đặt lễ vật lên bàn, nói. Nghe nói thành hôn phải tặng lễ, đây là lễ vật do chúng ta chuẩn bị rất lâu. Giang Lan tiếp nhận lễ vật, mở ra liếc một chút, là đậu phộng, bọn họ bỏ ra thời gian rất lâu để chuẩn bị, Giang Lan nghĩ trong lòng, có điều hắn vẫn nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhận lấy, nhận được phần lễ vật tân hôn đầu tiên, mặc dù chỉ là đậu phộng, nhưng thiếu niên tặng đồ, bình thường đều là đậu phộng. Tâm ý đến là được. Đúng rồi, thiếu niên ngồi đối diện với Giang Lan, nói. Đại ca ca bình thường đều làm gì, ta xem có thể lĩnh ngộ ra biện pháp khiến Hồng Nhã không ghét ta, phải ưa thích gả cho ta thì tốt hơn. Bỏ đi, Bác thái tử cũng ngồi xuống, hắn dạy thiếu niên lang mấy trăm năm, không biết tại sao thiếu niên không nghe lời khuyên. làm cái gì, giang lan thật không có dấu diếm. sáng sớm nhìn mặt trời mọc, chạng vạng tối xe mặt trời lặn, coi biến hóa. ban ngày đọc sách, ban đêm tu luyện, mọi việc cứ lặp đi lặp lại. vẫn đọc sách tu luyện, vậy làm sao cứ được thần nữ tỷ tỷ, thiếu niên tò mò hỏi. đần thiếu niên là ngươi còn không có hiểu sao, bắt thái tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tỷ phu những năm qua đều lĩnh ngộ thiên địa, tăng cường tâm cảnh, tu vi chưa từng dừng bước, vẫn không ngừng tiến bộ. Lúc hán thành tiên cũng là thời gian đại hôn, cũng chính là ngày mai cưới tỷ của ta qua cửa. Tỷ phu đang nói với ngươi, vào lúc một chân của ngươi dẫm lên cánh thiên vũ phượng tộc, nàng sẽ nhìn theo ngươi, sùng bái ngươi, như thế mới có có thể phát triển thêm một bước đại ca ca có ý này thiếu niên nhìn lấy giang lan im lặng dưới giang lan mới mới mở miệng mạnh lên có thể giúp ngươi làm càng nhiều việc gặp phải nguy hiểm cũng không bất lực vì mình vô năng thiếu niên nghe xong lập tức nhìn bát thái tử nói nghe không đại ca ca không có bảo ta dẫm lên cánh của hồng nhã mà người hoàng tộc cũng đã nói long nói không thể tin lần trước người kia còn nói thời điểm nữ tử bất lực phải trợ giúp nàng lúc đó có thể thu được hảo cảm lớn nhất người liều chết cứu trở về thiên vũ phượng tộc nàng có hảo cảm với ngươi sao tin ta mới đúng bọn họ đều là phàm phu tục tử bát thái tử khinh thường nói tại sao không thiếu niên không phục hồng nhã nói nếu ta có nguy hiểm nàng liều tánh mạng cũng tới cứu ta đúng thế nàng trên ngươi yếu xem thường ngươi bát thái tử nói ra Giang Lan ngồi bên cạnh nhìn hai người cãi lộn, mạnh lên, đúng là đỡ hơn một ít, về phần làm cách nào cưới nữ nhân. Hắn thật không rõ lắm, hắn và Tiểu Vũ là tông môn ghép đôi, mà Tiểu Vũ cũng chủ động phóng thích thiện ý, nàng muốn làm mọi việc đi theo hướng phát triển tốt, hắn cảm thấy nên toàn tâm đáp lại, có lẽ đây chính là nguyên nhân này, có người nỗ lực, có người đáp lại. Sáng sớm, tia sáng mặt trời bắt đầu xuất hiện từ phía đông, đêm tối dần dần rút đi. Lúc này Côn Lôn bị ánh sáng bao trùm, rất nhiều người ngựa kiếm bay trên không, tiên vân vờn quanh ngọn núi Côn Lôn Sơn, tiên âm vang lên trong đại điện, âm thanh truyền ra khắp nơi. Giống như tiên cảnh hàng lâm, buổi lễ long trọng bắt đầu, từng tia sáng xuất hiện ở chân trời, tất cả tụ tập tại quảng trường Côn Lôn Đại Điện, là ánh sáng ngựa kiếm, giang lan thay xong y phục, hắn nhìn tất cả mọi thứ, hắn biết, bắt đầu, hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn và tiểu vũ, trong hoàng không thể bình tĩnh hôm nay hắn không thể lâm vào đốn ngộ làm như thế chính là trốn tránh mà không phải cơ duyên hiếm thấy đại ca ca giống như sắp bắt đầu thành thân có khẩn trương hay không thiếu niên tò mò hỏi hắn cũng là người cho nên khả năng không khác gì giang lan cho lắm long và người vẫn có tranh lệch tỷ phu không giống ngươi ngươi không có kinh nghiệm gì cả bác thái tử nói giang lan nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào hắn cũng trải qua việc này lần đầu có điều sắc mặt hắn không biến hóa chút nào bình tĩnh chờ đợi mọi việc bắt đầu sư phụ nói không cần đi chỗ nào chỉ cần ở trong sân là đủ trận pháp trên không đã bố trí xong sẽ đón hắn đi qua toàn bộ quá trình sẽ không chậm trễ thời gian quá dài dưới tình huống bình thường hôn lễ cần phải nhanh chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đại hoàn cảnh chắc chắn sẽ không có việc ngoài ý muốn trong côn lôn mấy vị phong chủ sẽ không để cho việc này phát sinh tiểu hoàn cảnh cũng là hắn và tiểu vũ chỗ của hắn không có bất cứ vấn đề gì cũng là thiếu niên và bát thái tử ưa ồn ào bên phía tiểu vũ hắn không được rõ lắm nghe nói có mẫu hậu tiểu vũ ở đó đệ tam phong chỗ ở của ngao long vũ lúc này ngao long vũ là trạng thái bình thường nàng mặc áo cưới ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm tóc dài rủ xuống sắc mặt bình tĩnh nếu không phải trong mắt hơi bối rối sẽ không thể biết được nàng rất khẩn trương với hôn lễ lần thứ nhất lấy chồng cũng là một duy nhất lần lấy chồng nàng tự nhiên không cách nào bình tĩnh cho dù là trạng thái bình thường của nàng cũng chính là trạng thái bình thường nàng quen lạnh lùng mới không lộ ra quá nhiều bối rối nếu là bộ dạng bên phía giang lan hiện tại nàng đã nhảy tới nhảy lui lúng cuống bất an khẩn trương chờ mong nàng sợ hãi lấy chồng lại chờ mong gả cho sư đệ cũng là tâm tình khó hiểu nhưng mà hơn khẩn trương là đến từ sau lưng hôm nay mẫu hậu nàng tới giúp nàng mặc quần áo cưới còn chải tóc Chứ kiềm mẫu hậu không gặp nàng, giống như tất cả mọi người long tộc không chào đón nàng. Ngoại trừ đệ đệ ngao mãn. Nhân loại tập tục rất nhiều, nhiễm tịnh tiên tử đứng sau lưng, dùng lược chải tóc dài cho ngao long vũ. Tay của nàng rất nhẹ, giọng nói rất bình tĩnh, cũng không phải phàn nàn cái gì mà đang nói một ít chuyện. Gà cho nhân loại, phải tuân thủ rất nhiều thứ, người có nghĩ kỹ chưa? Nghe được lời này, ngao long vũ trực tiếp lắc đầu, nàng không nghĩ tốt nhiễm tịnh tiên tử nhìn thấy ngao long vũ lắc đầu không có dừng lực trong tay trong đôi mắt cũng không có biến hóa dư thừa đây là chuyện nàng nên làm ta chưa nghĩ ra nhưng mà ta không lo lắng ngao long vũ nói nghe được câu này nhiễm tịnh tiên tử hơi dừng tay sau đó tiếp tục trải đầu cho ngao long vũ vì sao ngao long vũ bắt bắt mình tay nói khẽ ta là long tộc sư đồ không có xem ta như người thường cho nên có một số việc sư đệ không cho ta làm, mà có một số việc sẽ dạy ta làm. Sư đệ làm việc rất chu đáo, hắn sẽ bởi vì ta là long tộc mà điều chỉnh hành vi của mình. Bùi hoa không có hoa khiến long chán ghét, tiểu viện cũng rất lớn, dù cho ta có biến thành long, trên mặt đất tiểu viện có bãi cỏ thoải mái, bởi vì ta thường xuyên đi chân trần, lúc xây nhà cũng điều chỉnh lại vì ta. Sư đệ không thích mở miệng, chưa bao giờ nói qua những việc này, nhưng mà ta có thể cảm giác được, cả cho một người, ta có khả năng không chuẩn bị tốt, sư đệ cưới một con long có khả năng cũng không có chuẩn bị tốt. Nhưng mà... Chúng ta đều nguyện ý kết hợp lẫn nhau, đi bao dung lẫn nhau, dù cho là ưu điểm hay khuyết điểm. Người, ưa thích hắn, nhiễm tịnh hiện tại ngưng tay, mở miệng hỏi thăm. Ừm, ngao long vũ gật đầu, thoải mái nói ta thích sư đệ, nguyện ý gả cho sư đệ. nhiễm tịnh tiên tử không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục trải đầu giúp ngao long vũ. người cảm tình là phức tạp, mà long không có cảm giác phức tạp như vậy. người sẽ hiểu được ưa thích, hiểu được thích, còn long rất khó hiểu. là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt, từ đó ngao long vũ có thể hiểu được tình cảm phức tạp. bỏ ra một chút thời gian, tóc của ngao long vũ đã được trải xong, rất thích hợp, rất xinh đẹp. đây là cảm giác của ngao long vũ nhiễm tịnh tiên tử đặt lược xuống nói khẽ sắp tới giờ rồi ngao long vũ nhìn mình trong kính có khác nhau rất lớn so với trước kia nhưng mà đúng là dáng vẻ lấy chồng ứng tiếng nàng chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài nàng biết quá trình ra ngoài có trận pháp sau đó tiến về côn luôn đại điện có thể nhìn thấy sư đệ ở chỗ đó ra khỏi cửa phòng nàng gặp được sư phụ rất xinh đẹp trúc thanh tiên tử tươi cười nhìn ngao long vũ Nghe được sư phụ tán dương, Ngao Long Vũ mỉm cười thản nhiên. Ầm ầm, đột nhiên trên không Côn Lôn đại điện có tiếng oanh minh. Tốt, bắt đầu, trúc thanh tiên tử phất tay, trận pháp xung quanh bắt đầu hiện ra. Lúc này tất cả mọi người đã đi tới quảng trường Côn Lôn đại điện, đệ tử Côn Lôn nhàn rỗi đều đến. Đám người Lộ Gian, Kinh Đình và Chu Thư, cho dù là Du Nguyên cũng ở trong quảng trường đại điện, bọn họ nhìn đại điện, chỗ đó có lôi đình lấp lóe, có tám đạo ánh sáng. Rất nhiều người đều biết đây là chuẩn bị vì đại hôn, nhưng mà không có ai biết đến dùng làm gì. Mà người long tộc, chủng tộc khác tới đây cũng yên lặng nhìn chăm chú, hiện tại có thể nói là buổi lễ long trọng nhất cô lôn gần ngàn năm qua. Oanh, lúc này tất cả mọi người cảm thấy trên không đại điện có sức mạnh hiện ra, Xoạt Một vệt ánh sáng trực tiếp hạ xuống từ phía trên trời, rơi vào bên cạnh tám đạo ánh sáng, tám đạo ánh sáng biến thành một chùm sáng, tất cả giống như viên mãn, cùng lúc đó trong đại điện xuất hiện một người là một nữ tử mang mạng che mặt nàng chậm rãi đi ra nhìn tất cả mọi người rồi lên tiếng giọng nói không lớn lại có thể chuyển khắp từ phương chấn áp tất cả âm thanh khác hôn lễ bắt đầu giọng nói rơi xuống tất cả mọi người cảm giác được rung động người nói chuyện tu vi quá mạnh câu nói vừa rồi còn mang theo uy hiếp cô luôn đại hôn không cho ngoài ý muốn hô tiếng gió rít gào Chín trùng sáng trên Côn Lôn đại điện phóng lên tận trời, quang mang hội tụ dung hợp, oanh, giờ khắc này quang mang đại thịnh, cửu quang hợp nhất, hóa thành ánh sáng chín màu, quang mang phun trào, trực tiếp ngưng tụ thành trận pháp cực lớn bao phủ trên không Côn Lôn đại điện. Trận pháp hiện ra, một cây cầu nối bảy màu cầu chậm rãi đáp xuống trong trùng sáng chín màu, một đạo rơi vào đệ Cửu Phong, một đạo rơi vào đệ Tam Phong. Người xem xe lễ hơi giật mình, bọn họ đều cảm thấy chín đạo ánh sáng tuyệt đối không phải bình thường cầu nối bảy màu cũng không bình thường. Mà côn lôn lại dùng để đón hai người kia. Cùng lúc đó, Giang Lan thân ở đệ cửu phong nhìn thấy cầu nối đáp xuống, hắn biết, canh giờ đã đến, chưa từng do dự, hắn bước lên cầu nối, từng bước đi về phía côn lôn đại điện, bát thái tử và thiếu niên nhìn lấy Giang Lan rời đi. Tỷ phu sắp đi cưới tỷ ta. Bát thái tử hơi kích động, lại vui vẻ, tỷ tỷ và tỷ phu đều rất tốt. Vậy chúng ta chờ ở đây hay đi quảng trường Côn Lôn Đại Điện để xem? Thiếu niên đột nhiên hỏi, bát thái tử. Sau đó hắn trực tiếp hóa long theo sau. Nhanh một chút, sắp không kịp rồi. Long ngu xuẩn, ngươi chờ ta một chút. Thiếu niên lập tức tăng thêm tốc độ nhảy lên, bắt lấy cái đuôi của bát thái tử. Giang Lan đi trên cầu nối bảy màu, bước tiến của hắn không nhanh, nhưng mà cầu nối bảy màu đang co vào, chủ động đưa hắn tới, thời gian chỉ mất mấy giây hắn đã đi tới trên không côn lôn đại điện cầu nối đã ở vị trí tương đối cao phần lớn người xem lễ chỉ đứng ở quảng trường đại điện cũng có ngựa kiếm ở trên không cách cầu nối tương đối xa nhưng mà kệ ở quảng trường hay trên không trung bọn họ đều có thể nhìn thấy hai đầu cầu nối hai vị tân nhân đang chậm rãi tới gần giang lan tự nhiên cũng nhìn thấy sư tỷ đang tới gần cầu nối của mình hắn cũng như thế nhưng mà khi nhìn thấy ngao long vũ giang lan hơi kinh ngạc hôm nay sư tỷ khác biệt trước kia dù là trạng thái bình thường mà hắn thường gặp, nhưng mà hôm nay cảm giác có một loại đẹp khó nói thành lời, cứ thế gia nhân. Đẹp không gì sánh được, có lẽ chỉ có hắn phát giác rõ ràng nhất, bởi vì đây là bởi vì hắn mà có Mỹ, chỉ vài giây sau, bọn họ đã tới gần, bốn mắt nhìn nhau, Giang Lan có thể nhìn thấy ý cười thản nhiên trong mắt tiểu vũ, còn có bất an, dường như có không hiểu và lúng cuống với hôn lễ. Không biết phải làm thế nào. Nhìn sư tỷ, Giang Lan đưa tay cầm tay ngao Long Vũ, vào lúc bị giang lan cầm tay trong mắt ngao lòng vũ vốn có bất an trong nháy mắt đã ổn định lại lúc này ánh sáng biến hóa trên cầu xuất hiện bậc thang bậc thang đi xuống quảng trường đại điện là con đường thông tới đại điện bọn họ ăn ý quanh người từng bước một đi trên cầu thang từng bước một đi xuống dưới áo cưới của tiểu vũ rất dài phái đỏ bao phủ bậc thang đào chi yêu yêu sáng rực như hoa giọng hát không ngừng vang lên buổi lễ long trọng lần này là vì đại hôn, cô lôn đáp ứng, thiên địa chứng kiến, ngày gặp, lương duyên vĩnh kết, này chứng nhận, thiên trường địa cửu, trừ vị, chung gặp, giờ phút này cô lôn tỏa sáng hào quang, giống như đáp lại tiếng nói, trận pháp trên không trung cô lôn đại điện đang vận chuyển nhanh chóng, triệu người tiên tử đứng phía trên nhìn giang lan và ngao long vũ xuống tới, phất phất tay, ánh sáng chín màu chính là cô lôn chúc phúc vì tân nhân trải rộng ra con đường phía trước, oanh. Giọng nói vừa dứt, trận pháp có quang mang nở rộ, ánh sáng chín màu bắt đầu rơi xuống, lấy giang lan và ngao long vũ làm trung tâm, bắt đầu cộng minh dung hợp. Cùng lúc đó, giang lan và ngao long vũ tiến lên rất nhanh, ánh sáng chín màu bao phủ, quang khuếch tán, toàn bộ quảng trường cô lương đại điện đều bị quang mang chín màu bao phủ vào trong, tất cả mọi người cảm giác được, đây là cô lương cơ duyên, phi thường cao minh tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy không thể có hành động dư thừa đám người kinh đỉnh và lâm tư nhã nhìn giang lan và ngao long vũ dường như nhìn thấy trung tâm của hào quang lúc này tất cả quang mang trên không trung đều hội tụ vào người giang lan cùng ngao long vũ bọn họ trở thành ánh sáng duy nhất trong côn lôn không gì sánh kịp chúc phúc như vậy đã dọa sợ không ít người giang lan lúc này còn đi trên bậc thang hắn cảm nhận được lực lượng đến từ quang mang chín màu giống như chuyên chuẩn bị cho tiên nhân có thể thối luyện tiên thể Dựa vào tầng thứ mới, trong vòng 10 năm, hắn có thể để tu vi mặt ngoài tăng lên nhân tiên trung kỳ, cũng tiết kiệm thời gian 100 năm cho hắn. Đây là thiên tài cấp bậc tốc độ, nếu là thiên phú kém chút, đó chính là hai ba trăm năm, hồn lễ chúc phúc cư nhiên như thế hào phóng, để hắn, hơi ngoài ý muốn. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên trên không trung, Giang Lan và Ngao Long không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ hiện tại chỉ cần đi đến cuối cùng, chẳng khác nào nghi thức chuẩn bị kết thúc, trong thời điểm này nếu có việc ngoài ý muốn, bọn họ cũng không cần để ý tới. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn sẽ có côn luôn xử lý, không phải ngoài ý muốn bọn họ tự nhiên không cần thiết phải xen vào. Hôm nay Long tộc công chúa xuất giá, phải Long trọng, giọng nói của nhiễm tịnh tiên tử vang lên, lôi đình hội tụ trong thiên địa. ầm ầm ngào. Long ngâm chấn thiên, uy áp đánh tới, đám người lộ gian ngẩng đầu, phát hiện một đạo hư ảnh chân Long, dường như ẩn chứa tiên lực cường đại, Đám người bát thái tử lúc này cũng tới quảng trường, hắn nhìn thấy Long ảnh trên cao thì khép sợ nói: Tiên thiên Long Nguyên. Tiên thiên Long Nguyên, chỉ có tiên thiên tiên linh sinh ra mới có thể xuất hiện, mà lại không phải mỗi một người đều có, chỉ có cực ít bộ phận tiên thiên tiên linh sinh ra mới có thể nương theo Tiên thiên Long Nguyên, đây chính là bảo bối. Lúc hắn sinh ra cũng có, về sau bị hắn dung hợp, như thế mới có thể đạt tới Nhân Tiên hậu kỳ trước 20 tuổi, Tiên thiên Long Nguyên còn trân quý hơn hắn nghĩ là tiên thiên long nguyên sao bát thái tử có suy đoán mẫu hậu cũng là tiên thiên tiên linh hắn biết nhưng mà hắn không biết là mẫu hậu lại không dùng hợp tiên thiên long nguyên trong nhà nghèo như vậy sao bát thái tử hơi nghi hoặc một chút không phải vậy làm sao lại dùng tiên thiên long nguyên của mẫu hậu long tộc nghèo ta nghe ra ra nói long tộc đặc biệt có tiền nhất là ngươi đặc biệt đáng tiền thiếu niên nói bát thái tử sẽ không phải bị hắn liên lụy chứ không đến mức không đến mức hắn chỉ là một tiên thiên tiên linh thiên vũ phượng tộc cũng bị vây ở côn lôn nàng nhà mới là nghèo nhưng vẫn có thể tùy tiện tiếp đi tiên thiên long nguyên làm đồ cưới chúc thanh tiên tử đã đi tới côn lôn đại điện cũng kinh ngạc ngoài dự liệu chỗ tốt này cơ bản đều bị thần nữ thu được từ trung thiên uống rượu nói giang lan có chảm long chân ý tiên thiên long nguyên sẽ có bài xích trưởng giáo trong một đạo chỗ tốt sau cùng là nhằm vào người, cho nên hai người không đến mức có người thua thiệt, liễu cảnh mở miệng nói ra. Mặc chính đông nhìn thấy cũng không thèm để ý, hắn cố ý tặng như vậy. Oanh, lúc này long ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào giang lan cùng ngao long vũ trên thân, giờ khắc này giang lan có thể rõ ràng cảm giác được long ảnh bài xích hắn, hắn chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ. Ngược lại cũng không cần chính mình hấp thu, mà chính là tác dụng của hồn ước, cộng minh hấp thu vừa mới hấp thu đồ vật có chỗ tốt với nhân tiên, lần này long ảnh hẳn là nhằm vào chân tiên, tạm thời sẽ lưu giữ trong người, đến chân tiên sẽ có tác dụng. Nhưng mà Giang Lan là thiên tiên viên mãn, những vật này sẽ trực tiếp tác dụng lên kim thân, mặc dù không có tác dụng lớn như vậy, nhưng vẫn có không ít tác dụng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được khoảng cách tuyệt tiên càng ngày càng gần, mà sư tỷ nhân tiên đến chân tiên đều sẽ rất thuận lợi. Cảm thụ được lực lượng long ảnh, Ngao Long Vũ hơi kinh ngạc, nàng có một cảm giác thân cận, lại rất phù hợp với nàng. Hiếu kỳ, nàng nhìn thoáng qua vị trí mẫu hậu, không có nụ cười, không lộ vẻ gì, dường như đều là nhiệm vụ, không dám nhìn nhiều. Lúc này nàng đã đi tới mặt đất, đi tới trước mặt diệu nhi sư thúc. Đông ảnh bị hấp thu, nhiễm tịnh tiên tử thu tay lại, trở lại vị trí của mình. Gào đãi và nga sư sư đều hoảng hốt, tiên thiên long nguyên làm đồ cưới, bọn họ không biết, nhưng cũng không thể hỏi nhiều, mà người xem lại cảm nhận chúc phúc như vậy, tất cả đều chấn kinh không hổ là côn lôn thần nữ đại hôn hai phe xuất thủ đều cực kỳ xa xỉ những vật này tất cả đều trải đường cho đệ tử thiên phú tuyệt đình hiện tại tất cả đều dùng trên thân hai người đang đại hôn việc này nói rõ long tộc và côn luôn xem trọng hôn lễ hôm nay cỡ nào ai dám đi ra nháo sự tuyệt đối sẽ bị đánh chết trong trước mắt hiện tại bọn họ chỉ cảm nhận áp lực từ côn lôn quảng trường phía trước nhất giang lan và ngao long vũ đứng an tĩnh ở đó vái đỏ thuộc về tiểu vũ bị kéo rất dài tiên vân đang bay chung quanh trên thân hai người có ánh sáng nhạt hiện ra hơi hùng vĩ lúc này trước mặt bọn họ là một tiên tử mang mạng che mặt là đệ ngũ phòng dụng người tiên tử lần này không có long tộc đi cùng dương nguyệt tiên tử nhìn hai người sau đó vươn tay ra một đạo ánh sáng nhạt xuất hiện trên tay nàng quang cầu ẩn chứa huyền bí vô tận trong đó làm cho người vay xem hơi thất thần quang cầu chậm rãi rơi xuống xuất hiện trước mặt giang lan cùng ngao lông vũ vào lúc nhìn thấy quang cầu Giang Lan và Ngao Long vũ liếc nhau một cái, chậm rãi giơ tay lên. Hai cánh tay tách ra cộng đồng tiếp nhận đạo ánh sáng này, khi quang cầu tiếp xúc với Giang Lan. Oanh, quang cầu phá nát, quang mang nở rộ, toàn bộ đại điện đều bị quang mang bao trùm. Cùng lúc đó, vô số ký hiệu bắt đầu dung nhập trong tay bọn họ, giống như tăng thêm một phần ràng buộc cho hôn lễ lần này. Một người không cách nào lại cưới, một lòng không cách nào lại gạc. Đối với những thứ này, Giang Lan không có để ý với hắn mà nói vốn đã định cô độc một mình. Tiểu vũ xuất hiện là ngoài ý muốn, hắn cũng thản nhiên tiếp nhận, lúc này, trên đầu ngao long vũ phủ thêm khăn trùng đầu, nhưng còn có thể nhìn thấy đôi mắt kích động. Hai người lại nắm tay nhau. Kết thúc buổi lễ, giọng nói không linh côn luôn đại điện truyền khắp tứ phương. Cùng chúc tân nhân, tất cả mỹ mãn. Là tiếng đáp lại của các phe thế lực, quang cầu xuất hiện lần nữa, lần này là liên kết với côn cô lôn đại điện, giang lan và ngao long vũ nói cảm ơn với người tham dự sau đó hai người tiến vào côn lôn đại điện khi tiến vào côn lôn đại điện hắn lờ mờ nghe thấy phía bên ngoài còn đang nói cái gì giống như hôn lễ còn có rất nhiều chuyện nhưng đã không có quan hệ gì với bọn họ sư phụ nói qua hai người bọn họ chỉ cần đi đến làm nghi thức cả được rồi sau đó đã không cần lộ diện như thế cũng sẽ không lưu lại ấn tượng quá sâu càng không bị những người khác hiểu quá nhiều thần nữ bị hiểu rõ cũng không phải là chuyện tốt côn lôn đại điện giang lan và ngao long vũ đi đến trong này có một ít người là mấy vị phong chủ côn lôn còn có mấy vị long tộc nhiễm tịnh tiên tử nơi này đều là tiền bối hoặc là trưởng bối giang lan và ngao long vũ tự nhiên không dám thất lễ cúi đầu chào hỏi xem ra không có vấn đề gì ta ra ngoài uống rượu cùng bọn họ từ trung thiên uống rượu rồi đi ra ngoài đúng là không có vấn đề gì các người cũng không nên chỉ hoãn thời gian của bọn họ liễu cảnh tự nhiên cũng đi theo ra. Nơi này chỉ còn lại Mạc Chính Đông, Trúc Thanh Tiên Tử cùng Nhiễm Tịnh Tiên Tử. Nơi này có cầu thông hướng với đệ cử phong, có thể tạo điều kiện cho các ngươi trở về, các ngươi thì không cần lại để ý nhiều việc bên ngoài. Mạc Chính Đông bàn giao một câu rồi đi theo, Trúc Thanh Tiên Tử nhìn Giang Lan, nói. Sư phụ ngươi nói người làm việc rất có chừng mực, về sao phải đối xử tốt với tiểu vũ, hiểu chưa? Sư thúc yên tâm, Giang Lan cúi đầu cung kính nói, hắn đúng là hiểu, rất nhiều chuyện đều bởi vì tiểu vũ mà điều chỉnh, đây là chuyện tất nhiên, trách nhiệm thuộc về hắn, hắn cũng sẽ không trốn tránh, cũng sẽ không trốn tránh. Trách nhiệm của đệ cửu phong như thế, trách nhiệm thuộc về tiểu vũ cũng là như thế. Về sau ngươi cũng phải để ý mình đã lập gia đình, Trúc Thanh tiên tử nói với Ngao Long Vũ. Đệ tử hiểu, Ngao Long Vũ cúi đầu chân thành nói, tuy vẫn bình tĩnh như trước nhưng mà hơi khác biệt với trước kia chúc thanh tiên tử có thể nghe được sau đó nàng cũng không có nhiều lời cũng không biết nên nói cái gì thành hôn lấy chồng nàng cũng không có kinh nghiệm mấy vị sư huynh sư tỷ cũng không có một ai để tham khảo bọn họ đều không hiểu nhiều lắm phương diện này còn không bằng đệ tử của mình chờ trúc thanh tiên tử rời đi cũng chỉ còn lại nhiễm tịnh tiên tử ở phía trước giang lan vẫn chưa mở miệng vị này là mẫu hậu của tiểu vũ hắn tự nhiên không thể vô lễ có rảnh có thể tới long tộc dạo chơi Đương nhiên, loại việc này cần cô luôn đồng ý. Chỉ là hy vọng sau khi cô luôn đồng ý, chớ có từ chối. Nhiễm tịnh tiên tử nói với Giang Lan. Không dám chối từ. Giang Lan cúi đầu cung kính nói. Nhiễm tịnh tiên tử mang theo ý cười gật đầu, sau đó nhìn Ngao Long Vũ một chút, không nói thêm gì nữa, bước đi ra ngoài. Ngao Long Vũ vốn có mong đợi, thần sắc hơi trầm thấp, là thất lạc, nàng vốn định thu nhỏ để an ủi sư đệ, nhưng nhìn y phục, không thể thu nhỏ nàng hiện tại phát hiện, mình đã là thê tử của sư đệ, lập tức nàng hơi khẩn trương. Nơi này giống như không có chuyện của chúng ta, Giang Lan nhìn trơn đại điện trống rỗng, thần sắc rất bình tĩnh, lúc này lại không bàn giao, bọn họ có thể tự mình rời đi, mà con đường rời đi, sư phụ đã nói rồi. Là muốn về đệ cử phong của sư đệ sao? Ngao Long Vũ nhẹ giọng hỏi, sau khi lấy chồng, nàng phải đi theo sư đệ ở tại đệ cử phong. Sư phụ và sư muội đều nói như vậy nhìn ngao long vũ một chút giang lan phát hiện sư tỷ không hoạt bát nhưng cũng không có cao lạnh như vậy xem ra hơi khẩn trương đây cũng là sư tỷ bình thường chỉ là biến thành trạng thái bình thường chưa từng nói nhiều hắn dắt tay ngao long vũ đi lên cầu nối rời khỏi côn luân đại điện chỗ cần đến tự nhiên là tiểu viện của giang lan mấy vị phong chủ biết hai người giang lan rời đi cũng không có người để ý chuyện sau đó đã không có quan hệ gì với bọn họ lộ gian uống rượu phát hiện rượu này rất không tệ Đáng tiếc Côn cô Lôn tổ chức hôn lễ lớn như thế này, mấy ngàn năm mới có một lần. Nói đến nếu như vong chủ thành hôn, cũng sẽ long trọng như vậy sao? Lộ gian hỏi tám người Bắc Phương. Hẳn là sẽ không, nếu như là trưởng giáo thì có khả năng. Lâm An mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không nhất định, nếu như phong chủ cưới phong chủ, ngược lại cũng có thể long trọng như vậy. Hồng Loan mở miệng nói ra, Bắc Phương không có mở miệng, loại dự tình này không nên thảo luận mới tốt ngược lại không phải có vấn đề mà chính là những người này uống rượu thảo luận chỉ là bắt đầu đằng sau còn có thể điểm uyên ương phổ cho mấy vị phong chủ đây mới là vấn đề hắn không uống rượu tất cả vì phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn các ngươi nói mấy vị phong chủ ai thích cỡ với ai lộ gian uống rượu mở miệng hỏi bác phương thần sắc lạnh lùng quả nhiên bắt đầu vẫn đánh ngất xỉu những người này thì tốt hơn cô luôn buổi lễ long trọng ta sống ở dưới chân côn luôn nhiều năm như vậy còn chưa gặp qua, ta đi gọi hồng nhã tới, ngàn năm cũng không nhất định có thể gặp được một lần. Thiếu niên hưng phấn đi ra ngoài, bát thái tử không có để ý, hắn phát hiện đồ nhắm của những người này không quá đầy đủ, có nên bán món dân dã với giá cao, nhưng có hại danh dự của long tộc. Sau đó bát thái tử nghĩ đến thiếu niên, thiếu niên không quan tâm danh dự. Hơn nữa có thể lôi kéo tỷ hưu cùng làm, tỷ hưu cũng ưa thích tiền thiếu niên lang trở về, đừng quản người thiên vũ phượng tộc, chúng ta kiếm nhiều tiền, bát thái tử lập tức đuổi theo. Kinh đình nhìn chung quanh rồi nói, xem ra giang sư lệ bọn họ sẽ không đi ra ngoài. Ừm, ta nghe sư phụ nói, thần nữ không thích hợp lộ diện, lâm tư nhã nói. Bọn họ đại hôn long trọng như thế, không biết còn có thể nhìn thấy buổi lễ long trọng như vậy lần thứ hai hay không. Mục tú hơi xúc động, lần này rất nhiều người tham dự, không phải hôn lễ của người bình thường có thể so sánh. Hồi tưởng lại lần thứ nhất bọn họ gặp mặt Giang Sư Đệ, thật là thổn thức, khi đó Ngao Sư Tỷ rất xem trọng Giang Sư Đệ, đại khái đây chính là duyên phận. Đệ cử phong, trong sân Giang Lan mang theo Ngao Long Vũ quay về phòng, lúc này chung quanh đại không còn đồ vật dư thừa, cũng không có một giọng nói truyền vào, cô luôn đại điện tổ chức buổi lễ long trọng cũng không có âm thanh gì, cho nên nơi ở của bọn họ cũng không cảm giác được mà trận pháp cũng dừng lại, đương nhiên sẽ không có ánh sáng chiếu vào nơi này, có thể nói, nơi này đã là thế giới thuộc về hai người bọn họ. Y phục thật dài, nên xử lý như thế nào? Giang Lan nhìn váy đỏ kéo thật dài, tâm lý hơi kinh ngạc, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, giật giật váy đỏ nói. Sư phụ chuẩn bị cho ta, có thể tự cười, nói xong nàng hơi run người, nhưng mà không dễ cởi ra lắm, thời điểm mặc vào còn cần mẫu hậu giúp đỡ sau đó nàng đi tới bên người Giang Lan. Sư đệ cởi ra giúp ta, khẽ gật đầu, Giang Lan bắt đầu giúp Ngao Long Vũ cởi y phục, khi tới gần còn có mùi thơm, là mùi của sư tỷ. Một lúc sau, phái đỏ bị Giang Lan mở ra, lúc này Ngao Long Vũ mặc áo cưới không tính là phức tạp, hôm nay Ngao Long Vũ không có biến nhỏ, sư phụ đã thông báo, hôm nay tận lực đừng thu nhỏ, tiến vào phòng, tiểu vũ ngồi cạnh giường, nàng cũng không ngạn lẫm với nơi này về sau nơi này chính là nhà của nàng nhưng mà đối với thành hôn nàng vẫn không rõ lắm sư đệ thành hôn là phải làm gì ngao long vũ hỏi một bên ngay tại thu thập váy đỏ giang lan sau khi xếp lại y phục giang lan mới đi đến bên cạnh ngồi bên người ngao long vũ làm việc phức tạp làm chuyện không phức tạp hắn chỉ có thể trả lời đơn giản không thể trả lời kỹ càng vậy là chuyện gì ngao long vũ nhìn sang giang lan hỏi mà đối với vấn đề này, Giang Lan so dự một chút, sau đó nghiêng người đi tới trước mặt Ngao Long Vũ, hôn lên môi Ngao Long Vũ. Giang Lan hành động đột ngột như thế, Ngao Long Vũ sửng sốt một chút, khiến cho nàng hơi bối rối, vảy rồng cũng hiện ra, nhưng mà bị nàng ép xuống, lúc này Giang Lan đã lưu lại. Thì, cứ như vậy, Ngao Long Vũ không thể tỉnh táo, hô hấp hơi loạn, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh, giống như muốn để mình bình tĩnh lại đây chỉ là bắt đầu đằng sau còn có một ít việc sư tỷ đừng biến trở về nguyên hình giang lan mở miệng nói ra nói xong hắn cũng hành động chậm rãi để ngao long vũ nằm ngang trên giường bán long hóa cũng không có việc gì trong mắt ngao long vũ hơi sợ hãi thân thể bắt đầu cứng ngắc suy nghĩ rối loạn nhưng mà đối với giang lan nói nàng vẫn gật đầu mặc kệ chuyện gì nàng đều có thể tiếp nhận sư đệ không phải người khác làm cái gì cũng có thể nhưng sợ hãi là không cách nào khống chế. Ban đêm, trong phòng có tiếng cầm vang lên. Giống như chân long giọng, trong giọng nói mang theo bối rối, lại hơi sợ hãi, dường như đối mặt với chuyện không biết, tiếng rồng ngâm khẽ, giống như hơi thống khổ, nhưng lại đang cực lực che giấu, âm thanh kéo dài rất lâu, vừa rồi đã chìm xuống. Trăng tròn nhô lên cao, cảnh đêm yên tĩnh không bị người ta đánh vỡ. Khi ánh trăng rơi xuống, mặt trời từ phương đông mọc lên, trời sáng rõ, mặt trời bắt đầu trói tràn. Giang Lan ra khỏi phòng, hắn ngồi xuống bàn đá có đặt thư tịch, cũng không có đọc sách. Lúc này hắn nhìn cánh tay của mình, phía trên có thật nhiều vết trào, càng có máu tươi tràn ra. Lòng chảo thật là sắc bén. Hắn suy nghĩ trong lòng, tối hôm qua tiểu vũ không có trực tiếp biến về thân thể chân long, nhưng lúc hắn cởi bỏ quần áo đã trực tiếp bán long hóa, một khi kích động sẽ dùng long trảo nắm lấy hắn, chứ nhìn tay hắn có một ít, trên lưng càng nhiều, đều là sư tỷ vô ý thức làm hắn bị thương. Khó trách muốn thành tiên mới có thể thành hôn, không phải vậy một đêm thì dễ dàng trọng thương, trong lúc nhất thời hắn cảm thấy mấy vị phong chủ cân nhắc hơi chu đáo, nhưng có một điểm ngược lại có thể xác định, long tộc biến thành hình người cũng không khác gì hắn, dù là bán long hóa cũng không khác với quá nhiều. Có vầy rồng sẽ có tiếng vang, may mắn khi sư tỷ bán long hóa không có vẻ rồng bao phủ toàn thân, bằng không, hơi phiền phức, nhưng mà sư tỷ hình người có thai, sẽ sinh ra trứng hay là hình người, ngược lại không cách nào xác định, chỉ có thể chờ xem, tốt nhất không phải trứng. Giang Lan quay đầu nhìn về phía thực vật trứng, hắn có càng nhiều kinh nghiệm dưỡng trứng, nhưng mà, không phải hắn muốn. Vạn nhất sư tỷ sinh ra trứng, lại không cách nào xác định sẽ nở ra lúc nào, khiến cho người ta cảm thấy ưu sầu, sự kiện này cũng không vội, nhưng mà cũng phải có chuẩn bị, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Về sau đọc sách, có thể nhìn xem thư tịch liên quan, lo trước khỏi họa vào lúc hắn đang suy nghĩ đột nhiên cảm giác có người tới gần hắn quay đầu nhìn lại tiểu vũ lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn lúc này ngao long vũ lại biến thành bộ dáng tiểu vũ trực tiếp ngồi bên người giang lan dựa vào giang lan nói sư đệ đừng nhìn ta bên mà tiểu vũ có một đạo hoa văn là thương tổn dĩ vãng dưới tình huống bình thường sẽ không hiển lộ ra nhưng mà tối hôm qua lại lộ ra đến bây giờ còn chưa triệt để biến mất trên cánh tay còn có một ít vẩy rồng chưa rút đi là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng Tiểu Vũ hơi sợ, nhưng mà tinh thần lại không có vấn đề gì. Không biết hôm nay có thể biến mất hay không, Tiểu Vũ đụng đụng gương mặt nói. Nếu La sư đệ sai, bằng không sẽ không như vậy, nói xong, Tiểu Vũ đung đưa chân, không chút nào để ý tới dáng vẻ. Giang Lan cũng không để ý, hắn cảm thấy rất đẹp mắt. Tại sao tay sư đệ bị thương, Tiểu Vũ lúc này mới nhìn đến Giang Lan hiện đầy vết thương tay lòng sẽ mất trí nhớ. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không quan tâm vết thương. Bị thương ngoài da, Giang Lan trả lời. Dùng trì rũ thuật lên tay Giang Lan, tiểu vũ mới tiếp tục dựa lưng vào Giang Lan, nói, sư phụ nói ta không thể ở lại lâu trong đệ cửu phong, đại khái chỉ có thể ở một tháng, bằng không, khí tức u minh sẽ ảnh hưởng tới ta. Cho nên một tháng này sư đệ nên để ta quen một chút, chỉ ít thói quen sẽ không bán long hóa, một tháng, Giang Lan nhìn nhìn tay mình, một tháng hắn sẽ bị thương thành cái dạng gì, hơi khó, vừa nghĩ đến đây, hắn gật đầu đáp ứng. Luôn duy trì bán long hóa, hơi không cẩn thận cũng là long hóa, đúng là không phải chuyện gì tốt, hắn hiện tại mặt ngoài tu vi là nhân tiên, cho dù thụ thương cũng sẽ không quá khoa trương. Vậy thì không có vấn đề gì, không bao lâu, tiểu vũ bắt đầu tu luyện, hôn lễ đã kết thúc, vẫn phải mau chóng hấp thu. Giang Lan không vội thực lực của hắn khác biệt với tiểu vũ thối luyện kim thân không vội vã nhất thời chờ một tháng sau mới hào hào hấp thu thành tựu tuyệt tiên hắn cần phải nhanh hơn như thế hắn sẽ bước vào hàng ngũ cường giả đến lúc đó cũng có thể nhìn rõ tu vi của sư phụ lần này hẳn là sẽ không thất bại nữa về phần trưởng giáo thực lực của người này giống như rất mạnh hôm qua thứ chín trùng sáng chính là chứng minh tốt nhất tồn tại rất cao minh về phần đối phương có phải là hy hòa đế quân hay không giang lan không được biết nhưng khả năng phi thường cao, nhìn Tiểu Vũ một chút, Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, loại này bộ dáng, chủ yếu là Tiểu Vũ đã quen như thế, cũng rất hoạt bát, ban đêm cũng là trạng thái bình thường.